Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sào dông, tên gọi khác là ngọc ngũ sắc cho mình nha. Cây form thiên nhiên, cây sống quá quá là khỏe rồi, xanh tươi luôn, cây đang cho hoa luôn nhà mình nha, đang cho hoa luôn. Cái này có mã số là 732, có số đo tổng hoành gốc là 47, cây cao là 53, cây đang nằm bầu đất rinh là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 700k bao ship cây sào dông. Bởi vì sao có tên gọi khác là ngọc ngũ sắc là cái trái của nó nhà mình, từ lúc trái sống đến tới chín nha là nó thay đổi màu, mình y như là tượng trưng ngọc trên cây nha mình, thay đổi màu liên tục cho tới chín nha. Đây đang cho hoa luôn nhà mình nha. Cây này là đặc sản của món gỏi nhà mình, đặc sản Ninh Thuận luôn, gỏi. Hoặc là nhà mình cứ search Google cây sào dông là ra hết nha. Làm tất cả các món món gỏi là cái lá nó rất là thơm, trái cũng ăn được luôn nhà mình, đặc biệt là cái lá làm gỏi rất là ok. Lá nó nấu curry cũng được đó nhà mình, curry kho cá thì ok hết, tại cái lá của nó rất là thơm nha mình, quá ok luôn. Sào dông. Rồi mã số 732, 700k bao ship ngọc ngũ sắc. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống quá khỏe nhà mình nha. Cây này xanh tươi tốt luôn, chung một cốt nhà mình, dáng trực. Ơi cây có mã số 733, có số đo hoành gốc là 38, chiều cao là 70, cây đang nằm bầu đất rinh là 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 450k bao ship cẩm thị form thiên nhiên. Đây, nói chung cốt nhà mình nha, cây xanh tươi tốt luôn, cây quá khỏe nhà mình, rồi mình yên tâm nha. Cẩm thị. Cây này về nhà mình lên cái chỗ là ok nha. Rồi mã số 733, 450k bao ship cẩm thị. Bầu đất riêng nhà mình nha, bầu riêng liền cốt, cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây mini, cây sống khỏe nhà mình nha. Cây này rất là già nhà mình, nhỏ một cái vỏ. Cái này có mã số là 734, có số đo hoành gốc là 28, cao là 40. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 25 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 350k bao ship. Đây, cây đang lên lọc non rất là mạnh luôn nha mình, rất là già cây luôn, lũ thép luôn nha mình nha, em luôn. Đây cái quái của nó này, cái cầu quái nhỏ mà có vỏ cho mình, form mini, thân lượng luôn, thì quá khỏe rồi. Rồi mã số 734, 350k bao ship rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình nha. Này form mini nhà mình, cái này có mã số là 735, có số đo hoành gốc là 55, cao là 34, cây đang nằm bầu đất là 32 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 300k bao ship bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình nha. Này, cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm nha. Cây lũ rinh luôn nha mình. Đây. Cây quá khỏe luôn, bằng lăng form mini nhà mình nha.
Rồi mã số 735, 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây này liền cốt nhà mình nha, form thiên nhiên, sống khỏe rồi. Cây đang thay lọc non nhà mình. Cái này có mã số 736, có số đo tổng hoành gốc là 60, cao là 30. Cây đang nằm bầu đất là 40 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình. Đây, cây đang thay lọc non. Rất là sung luôn. Xanh tươi tốt nha mình. Đây, chung cốt nha. Cái này form mini nha mình nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Đây. Cái thân này là khô lũa nha mình nha, khô lũa nha. Rồi mã số 736, 300k bao ship. Xả hôm nay luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.